chiếu thủy nu da đen lá lớn. Mấy cây này thì nó rễ cám rất là nhiều nè. Rồi, cây đầu tiên có mã số là 152. Lên nu cục cục hết trơn nè cô chú anh chị, đế cũng khá là đều luôn. Cái cọng rễ đây thì nó bị lũa nhưng mà nó sành cứng rồi. Rồi em đo hoành luôn. Hoành em đo ở vị trí này là 42. Chiều cao là 47. Kính bầu là 42. Mã số 152. Em xin giao lưu là 1.900.000 em bao ship. Dạ, tiếp theo là mã số 153. Cũng là một cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn, nổi nu cục hết trơn. Bầu đất là bầu đất green, không có bể bọng gì nha cô chú anh chị. Rễ cám là đầy bầu luôn. Hoành ở vị trí này là 34. Chiều cao là 68. Kính bầu là 37. Mã số 153. Em xin giao lưu là 1.300.000 bao ship luôn. Rồi tiếp theo là mã số 154. Cây mai chiếu thủy này đế rất là nở luôn, nhưng mà nó bị lũa ngay chỗ này nha cô chú anh chị. Lũa sành cứng lại, cuốn mép lại nè, sành cứng hết trơn rồi. Đế nè, đế rất là nở luôn. Hoành cũ trước nha cô, là 68 hoành cũ. Trên đây là 42. Chiều cao là 77. Kính bầu là 37. Mã số 154 em xin giao lưu là 1.500.000 em bao ship. Rồi mã số 155. Cái này bể đế đều, đế đều nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó bị lép nhánh chỗ này. Nhưng mà nó sành cứng rồi, cuốn mép lại luôn rồi. Cây thì nó cũng bị tét chỗ này luôn. Về cô chú anh chị mình cắt ngay lại đây chỗ này. Mà nó bị tét nhắm luôn. Quần em đó đây. Là 56. Hoành cái thân bên đây là 33. Chiều cao là 79. Kính bầu là 40. Mã số 155. Em xin giao lưu là 1.800.000 em bao ship. Giao lưu là cây này là cây phôi giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Cây này rất là già cây luôn. Giấy Mỹ mà nó to như vậy khó kiếm lắm nha cô chú anh chị. Đế nè. Da thì nó chóc da này hết thôi cô chú. Bị bể này nè. Đó, bị bể khu này. Đó, mặt này sống nè. Để mặt này. Đó. Ghế nè, ghế là sống hết à. Đây, chỉ có cọng ghế này chết thôi. Này cây kẻ mới nè. Ha. Bảy chỗ này. Cốt này sống nè ha. Cốt này thì sống mặt này. Đó, cây có xa thì báo vậy nha. Đây. Không có mục nha. Đó. Ok hết. Rễ là rễ sống nha.
nó chỉ bị chạy cái lưng đó thôi, cái da. Hoành em đo ở đây là 43 hoành. Chiều cao tới mặt chậu trái là 1m07. Cái đường kính này là khoảng là 50. Cái giấy Mỹ này em xin giao lưu là 1.500.000 em bao ship.